Khai kinh kệ Phật pháp rồi sâu rất nhiều màu, trong ngày mỗi kiếp có tìm cầu, có năng nghe thấy chuyên trì tụng nguyện thọ như lai nguyện nhiệm màu. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Kinh Kim Quang Minh, quyển 2, phẩm 6, tứ thiên vương. Bây giờ thiên vương Tỳ Sa Môn, thiên vương Đề Đầu Lại Tra, thiên vương Tỳ Lô Lạc Xoài, thiên vương Tỳ Lô Bát Xoài đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trách áo bày vai bên phải, quỳ gối bên phải, sắc đất chắp tay bạch: Bạch Thế Tôn, kinh Kim Quang Minh màu nhiệm này là vua trong các kinh. Từ đời chư Phật Thế Tôn hộ niệm công đức sâu xa màu nhiệm Trang Nghiêm Bồ Tát, từ được các trời người cung kính, khi tất cả các vị thiên vương sinh lòng hoan hỷ, cũng được các vị thiện thần ủng hộ thế gian khen ngợi. Kinh này hay chiếu soi các cung điện của các cõi trời, kinh này có khả năng ban cho các chúng sinh những điều an vui, kinh này có khả năng làm cho các dòng sông khổ đau, các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh đều khô cạn, kinh này có khả năng trừ mọi điều sợ sệt, kênh này có khả năng đẩy lui tất cả các quán thập phương khác, kênh này có khả năng trừ tai nạn đói khát, khan hiếm lúa gạo, kênh này có khả năng trừ tất cả thực dịch, kênh này có khả năng diệt những điều tai biến sao xấu xuất hiện, kênh này có khả năng trừ những sự ưu não. Nói tóm lại, kênh này có khả năng trừ tất cả vô lượng vô biên trăm ngàn khổ não cho các chúng sinh. Bạch Thế Tôn, kênh Kim Quang Minh màu nhiệm này khi ở chỗ đông người giọng nói rộng khắp, thì tứ thiên vương chúng con và cả quyến thuộc nghe được pháp vị cam lồ vô thượng này sẽ càng tăng thêm thân lực, tâm hồn mạnh mẽ sáng suốt độ các oai đức. Kính bạch Thế Tôn, thiên vương chúng con hãy nói chánh pháp, tu theo chánh pháp làm vua các pháp ở đời, dùng chánh pháp trị đời. Bạch Thế Tôn, thiên vương chúng con và hạng trời đồng quỷ thần a càng thất bà a tu la ca lâu la khẩn đa la ma hầu la già, dùng pháp trị đời ngăn chặn tất cả các loài quỷ dữ hút tinh khí. Bạch Thế Tôn, thì vương chúng con 28 bộ các loại quỷ thần và cả cho lượng trong ngàn quỷ thần dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt của người thường hay xem xét khi ủng hộ cõi diêm phù đề này. Bạch Thế Tôn, vì thế cho nên chúng con có tên là du hộ thế. Nếu ở cõi nước nào có các cảnh giặc giả xâm lăng đói khát tật dịch, tất cả mọi thứ suy cổ gian nan, và có những vị tỳ kheo nào hay thọ trì cái này, thì thiên vương chúng con sẽ khuyên lẫn nhau làm cho vị đó do sức chúng con mà đến xóm làng quận huyện nước ấy đọc tụng giảng nói phổ biến rộng rãi kinh Kim Quang Minh tối thắng nhiệm màu này, khiến cho tất cả những sự suy vi như vậy tại đều được tiêu diệt hết. Kính bạch Thế Tôn, như các quốc vương nói quốc gia của mình nếu có người trị kinh này thì đi đến nước ấy, vị vua đó cần phải thân hành đến chỗ vị ấy để nghe kinh điển màu nhiệm này. Sau khi nghe rồi được sự vui vẻ, lại phải hộ niệm cung kính vị ấy. Kính bạch Thế Tôn, thì với chúng con là phải hết lòng ủng hộ vị vua nước ấy và cả nhân dân trong nước, vì họ mà trừ những cái điều suy hoại để được an ổn. Kính bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni hay ưu bà tắc hoặc ưu bà chi tòa trị kinh này mà vị vua nào thường hay cung cấp cho người tụng kinh ấy được an ổn, thì tứ thiên vương chúng con cũng phải làm cho vua ấy và cả nhân dân trong nước đều được an ổn, hoàn toàn không có những điều tai họa khốn ách. Kinh bạch Thế Tôn, nếu có bốn chúng thọ trì đọc tụng kinh nhiệm màu này, nếu có vị quốc vương nào hay cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi, thì tứ thiên vương chúng con là cũng phải làm cho vị vua ấy thường được bậc nhất ở trong các vị vua khác, được sự cúng dường cung kính tôn trọng tán thán, cũng khiến các vị vua khác yêu chuộng kính mộ khen ngợi điều lành của vị vua ấy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn khen ngợi các vị hộ thế tứ thiên vương rằng: Hay thầy, hay thầy, này tứ thiên vương, các ông quá khứ đã từng cúng dường, cung kính tôn trọng, khen ngợi vô lượng giảng ức chư Phật, ở chỗ chư Phật trồng các căn lành, giảng nói chánh pháp, tu theo chánh pháp như pháp trị đời, làm vua trong cả cõi người và cõi trời. Các ông nay đây luôn luôn được lợi ích. Đối với chúng sinh, xin đại từ bi và cho chúng sinh tất cả những điều vui vẻ an lạc, thường hay ngăn chặn tất cả việc ác, ban các điều lành. Do nghĩ ấy nên nếu có vị vua nào hay cúng dường cung kính tôn trọng kinh Kim Quang Minh tối nhiệm màu này, thì chính các ông phải hộ niệm như thế, diệt hết các khổ não, ban sự an vui cho vị vua ấy. Này tứ thiên vương, các ông cùng với tất cả quyến thuộc vô lượng vô biên trăm ngàn quỷ thần, nếu hay hộ niệm kinh pháp như vậy, tức là hộ trì chánh pháp chư Phật quá khứ, hiện tại và đời vị lai, thì vương các ông và các chúng trời
trong ngàn quỷ thần khi chiến đấu cùng với Atula, thì các thì trời các ông thường được sự thắng lợi. Nếu các vị nếu hay hộ trì kinh này, nếu có thể trừ dập cảnh khổ, dụ oán tạc đối khác tật dịch cho trong bốn chúng ấy hay tọa trì đọc tụng kinh này, các vị cũng nên hết lòng ủng hộ với những người ấy, diệt trừ tổn hao lo buồn sợ sệt, đem lại cho họ lợi ích an lạc. Lúc bấy giờ Thích Vương bạch: Con bạch Thế Tôn, kinh Kim Quang Minh cao tột nhiệm màu này ở đây vị lai phổ biến đến đâu, hoặc cõi nước nào, hoặc quận tỉnh nào, nó các quốc vương công minh trị đời lại hay cung kính hết lòng nghe lãnh kinh quý giá này, và lại cung kính tôn trọng cung cấp bốn chúng tòa trì đọc tụng kinh này từ do nhân chứng ấy mà chúng con thường thường được nghe kinh điển màu nhiệm cao siêu như thế, nghe rồi liền được tăng thêm nhân thân lực tâm hồn sáng suốt đủ các oai đức. Thế nên chúng con và vô lượng quỷ thần thường phải ẩn hình tùy theo chỗ nào phổ biến kinh màu nhiệm này để lo ủng hộ khi không bị trở ngại, cũng sẽ hộ niệm cho các quốc phương nghe kinh điển này và cả nhân dân của những vị ấy trừ những hoạn nạn để cho họ được hoàn toàn an ổn. Những kẻ oán tật ở phương khác đến cũng phải lui tay. Nói gì vua nào nghe khi nghe kinh này, mà các kẻ oán địch ở nước kế cần có ý chuẩn bị đủ bốn binh chủng để đến phá hoại xâm chiếm nước mình, thì bạch Thế Tôn, do hai thần lực của kinh pháp này nên nước oán địch kế cần ấy, nếu các kẻ oán địch khác gây ra tai nạn trong quốc gia họ, nổi lên những điều suy tồn rối loạn tai ách tật dịch, khi kẻ địch kia đã bị những việc ác nổi lên như vậy rồi, nhưng nếu còn chuẩn bị đầy đủ binh chủng nhắm đến nước ấy trên phạt xâm lăng, thì khi đó chúng con sẽ cùng quyến thuộc vô lượng cho biên trong ngàn quỷ thần ẩn hình hỗ trợ, làm cho kẻ địch kia tự nhiên phải đâm ra lo sợ cùng khiếp lui tan, bị đổ khốn nạn, bên chủng nước kia không thể tiến được, huống nữa có thể xâm lăng phá hoại. Lúc bấy giờ Phật khen Tứ Thiên Vương: hay thầy lại Tứ Thiên Vương, các ông đã ủng hộ cho ta trên đường tu tập trong trăm ngàn ức này cho tha kiếp cho đến thành Phật, cung kính cúng dường cho các quốc vương thọ trì kinh này trừ những suy hoạn để họ an vui, là hay ủng hộ cung điện nhà cửa thành lũy xóm làng biên cương cõi nước cho đến khiến kẻ oán tặc tan biến, diệt trừ mọi điều suy biết khổ não để làm cho họ được sự an ổn, cũng làm cho các quốc vương ở trong cõi Diêm Phù Đề không có những việc hung ác suy tổn chiến đấu tranh tụng. Này Tứ Thiên Vương, các vị nên biết cõi Diêm Phù Đề có 84.000 thành ấp tụ lạc, 84.000 quốc vương cai trị, vị quốc vương nào là ở nước ấy vui vẻ an lạc, mỗi gì đều tự tại ở quốc gia của mình, những vật sở hữu tiền tài trân bảo, vị nào vị ấy đều có đầy đủ, không đi xâm chiếm cướp đoạt lẫn nhau, như chùa Phước Đức tu tập nhiều đời, tuyên nghiệp tỏ quả, không sinh lòng ác tam cầu nước khác, và mỗi đều tự sinh lòng lợi ích, sinh lòng từ bi, sinh lòng an vui, không ý tranh cãi, không tâm phá hoại, không tâm ràng buộc, không tâm đánh chiếm. Mỗi vị đều ở quốc gia của mình vui vẻ an lạc, trên dưới hòa thuận như nước với sữa, nghĩ thương mến nhau, thêm các căn lành. Do nhân duyên ấy, cõi Diêm Phù Đề an vui giàu mạnh, nhân dân thịnh trị, đất đai màu mỡ, âm dương điều hòa, thời tiết thuận lợi, mặt trời mặt trăng và các tinh tố không sai độ thường, mưa gió hợp thời, không có những điều tai nạn khốn ách, nhân dân giàu mạnh, từ độ của cải, tâm không tham lam, không bẩn sản cũng không ganh ghét, mọi người đều tu theo 10 pháp lành. Người mạng tuổi thọ lâm chung hầu hết sinh lên cõi trời, cung điện cõi trời trang nghiêm đầy đủ, số chúng càng đông. Nếu đời vị lai các quốc vương nào nghe kinh điển này và hay cúng dường cung kính bốn chúng thọ trì kinh này, thì quốc vương ấy đã làm cho Tứ Thiên Vương, các vị và cả quyến thuộc vô lượng trong ngàn quỷ thần đã được lợi ích an lạc. Vì sao? Vì Thiên Vương các vị nếu được thường thường nghe kinh điển này, tức là đã được uống nước chánh pháp, bốn vị cam lộ, thân lực tăng trưởng, tâm hồn sáng suốt, đủ các oai đức. Các vị vô ấy nếu hay chí tâm nghe lãnh kinh này, cũng tức là đã cúng dường ta. Đã cúng dường ta tức là cúng dường cho Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu hay cúng dường cho Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, thì cho nhóm công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Cho nhân duyên ấy nên phải ủng hộ các vị vua này cho đến hoàng hậu,
các vị thái tử, cung phi tệ nữ, tất cả bà con cũng được ủng hộ những điều suy tổn khổ não tiêu diệt, những điều an lạc tự nhiên đầy đủ, cung điện nhà cửa an ổn thanh tịnh, không có những việc tai biến khốn ách. Các thần hộ trạch tăng trưởng oai đức cũng được vô lượng chủ dễ an lạc, nhân dân nước ấy đều được đầy đủ hạnh phúc an vui, tất cả việc ác đều tiêu diệt hết. Lúc bấy giờ tứ thiên vương bạch kinh bạch Thế Tôn, ở đời vị lại nếu có vị vua muốn được bộ hộ thân và hoàng hậu vương thế phi thế nữ, các vương tử cung điện nhà cửa đã được hộ về hết sức an toàn tốt đẹp, đầy đủ công đức của vị vương giả không thể nghĩ bàn, muốn được thâu nhóm tất cả công đức quốc gia không có giặc giả oán thù ở phương khác đến, không có những cái việc lo buồn khổ sở, thì bà Thế Tôn, vị vua như vậy không nên buông lung tán loạn tâm hồn mà nó sinh lòng cung kính khiêm nhượng, còn phải trang nghiêm cung điện nhà cửa hết sức lộng lẫy, dùng thứ nước thơm rải xung quanh nhà, rải cái thứ hoa trên tòa sư tử và dùng những vật quý báu trang sức, trở lên vô số tràng phan bảo cái quý giá đẹp đẽ, tắm rửa sạch sẽ, dầu thơm thoa mình, y phục chỉnh tề, trang nghiêm anh lạc, ngồi ghế nhỏ thấp, không tâm tự cao, không quá tự cho, xa biệt phóng túng, tự ti khiêm hạ, diệt lòng kiêu mạn, chánh niệm nghe kinh nhiệm màu như vậy, dáng người nói pháp tự như Thế Tôn, là ở trong cung đối với vương tử hậu phi, thể nữ và các quyến thuộc, sẽ lòng thương mến, nói lời hòa nhã, khuyên dùng đủ thứ phẩm vật cúng dường pháp sư. Bây giờ vua ấy đã khuyến hóa rồi, liền sinh vui vẻ an lạc không lường, lại tự sách tấn mình làm việc lợi ích, không sinh mệt mỏi. Đối với pháp sư càng sinh cung kính. Lúc bấy giờ Phật bảo Tứ Thiên Vương, khi đó về vua ăn mặc sạch sẽ, dùng đồ thức anh lạc trang nghiêm chỉnh tề, công lòng trắng đẹp, phục sức dung nghi, giữ đúng phép tắc, tự thân hành ra kinh tiếp pháp sư. Vì sao? Vì quốc vương ấy như vậy là tùy theo mỗi bước đi, tức là cúng dường, được gặp được trong ngày ức nơi giờ thay chư Phật Thế Tôn, lại được vượt khỏi các nạn sinh tử kiếp số như vậy, là trong những đời sau thì được phong địa và vị chư Lô Thánh Vương, và tùy theo từng bước đi đó còn được xuất tự tại chẳng thể nghĩ bàn, như công đức trong đời hiện tại thì được cung điện tối thắng hơn là cung điện bảo báu của trời và người. Bất kỳ sinh đâu cũng được sống lâu, phải năng hoạt bát, mọi người tin dùng không sợ sệt, được nổi danh trời người cung kính, ở trong cõi người cũng như cõi trời thì được những điều vui vẻ đặc biệt, có thế lực lớn đầy đủ oai đức, sắc thân rực rỡ đoan nghiêm bậc nhất, để gặp chư Phật và thiện tri thức thành tựu đầy đủ vô lượng phước đức. Thế vương các ông, vì vừa ấy thấy các công đức lợi ích như vậy nên cần tự thân hành ra kinh tiếp pháp sư, hoặc cách một do tuần cho đến trong ngàn do tuần đối với pháp sư nên tưởng như Phật, nên nghĩ thế này: này Đấng Thế Cao Như Lai chánh trí đã vào cung điện của ta, nhận sự cúng dường của ta, và về ta thuyết pháp, ta nghe pháp này rồi thì liền được bất thoái chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đã gặp được trăm ngàn muôn ức nơi vô thượng Phật, là đã cúng dường cho Phật quá khứ hiện tại và vị lai, là đã hoàn toàn xa lìa sự khổ trong ba đời ác. Ta đây đã trồng vô lượng nhân duyên, chuyển luân thánh dương đã tích phạm thiên, đã trồng cho biên hạt giống thiện căn, đã khiến vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh qua khỏi sinh tử, đã chứa vô lượng cho biên phước đức, hậu cung quý thuộc đã được ủng hộ, trong cung không có những sự suy vi, quốc gia không có oán tạc gây rối, oán địch phương cá không thể xâm lăng. Thì vương các ông, vị vua như vậy nên phải cúng dường chánh pháp như vậy, thanh tịnh cái nhận kinh nhiệm màu này, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán bốn chúng đệ tử trì tụng kinh này, cũng sẽ hồi hướng công đức tối thắng này cho các vị, cho các quyến thuộc, cho thiên quỷ thần, cho các công đức như vậy, thì đời này thường được vô lượng vô biên lợi ích tự tại không thể nghĩ được, ai được thế lực thành tựu đầy đủ, hay dùng chánh pháp phá dẹp điều ác. Lúc bấy giờ Tứ Thiên Vương bạch kinh bạch Thế Tôn, nếu đời vị lai có các vị vua cung kính chánh pháp hay lòng nghe lãnh kinh nhiệm màu này, cung kính cúng dường tôn trọng tán dương bốn chúng thọ trì, thì vương chúng con sẽ ở trong đó cùng nghe pháp này, nguyện các quốc vương vị sự tự lợi đem vào công đức của mình đã được ban cho chúng con. Và Thế Tôn, các quốc vương này đối với chỗ ngồi của người thuyết pháp nên vì chúng con đốt các thứ hương cúng dường kinh này, mùi hương ấy chỉ trong một niệm đến chỗ cung điện chư thiên chúng con, mùi hương ấy tức thời biến thành bảo cái, mùi hương nhiệm màu sắc vàng rực rỡ chiếu khắp tất cả cung điện chúng con, cung điện đế thích, cung điện phạm thiên, thiên thần đại biện, thiên thần công đức, địa thần kiên lao, quỷ thần tán chỉ, tướng quân tối đại, 28 bộ quỷ thần đại tướng,
Me Thủ La Kim Cang Bạch Tích, Đại tướng Quỷ Thần Mani Bạc Đà, Quỷ Mẹ và cả 500 quỷ con và chung quanh, Long Vương A Nậu Đạt cùng với Long Vương Ta Kiệt La. Các quỷ thần ấy tự ở nơi cung điện của họ, đều được nghe mùi hương nhiệm màu và thấy ánh sáng của lòng hương chiếu khắp. Ánh sáng của lòng hương này cũng chiếu khắp cung điện cõi trời. Phật bảo Thiên Vương, ánh sáng của lòng hương ấy chẳng phải chỉ đến cung điện của Thú Thiên Vương các vị. Vì sao? Vì khi các vị ấy tay cầm lưu hương cúng dường kinh này, thì hương ấy biến khắp trong một niệm đến hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới, trong ức mặt trời mặt trăng, trong ức biển lớn của núi Tu Di, trong ức núi Tiết Di, núi Đại Tiết Di và các núi Chúa, trong ức bốn thiên hạ, trong ức các cõi tứ thiên dương, trong ức các cõi tam thập tam thiên, cho đến trong ức cõi trời phi tưởng phi phi tưởng ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Cung điện hư không của tất cả trời rồng quỷ thần Kê Tất Bà A Tu La Ca Lậu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già đều đầy lòng mây khói hương. Ánh sáng của những lòng khói hương ấy cũng chiếu các cung điện, như vậy cả tam thiên đại thiên thế giới có các thứ lòng mây khói hương đều là do thần lực của kinh này. Các vị vua ấy khi cầm lưu hương cúng dường kinh này, mùi hương sọ không những chỉ khắp tam thiên đại thiên thế giới này mà trong một niệm biến khắp trăm ngàn vạn ức thế giới chư Phật trong mười phương nhiều vô lượng cho biên số các sông hằng. Ở trên chư Phật trong hư không cũng có thành lòng hương ánh sáng chiếu khắp cũng như vậy. Khi chư Phật Thế Tôn nghe mùi hương mậu nhiệm này, thấy lòng hương và ánh sáng sắc vẹt ở các hàng hạ xa thế giới chư Phật trong mười phương phát khởi thần lực biến hóa như vậy rồi, tất cả đồng thanh khen ngợi pháp sư hay thay đại sĩ, ông có thể trình bày phổ biến kinh điển nhiệm màu sâu xa như vậy là đã thành tựu vô lượng vô biên công đức không thể nghĩ bàn. Nếu có ai được nghe kinh điển sâu xa này thì công đức không ít, huống nữa là tọa trì độc tụng, vì chúng sinh các phân biệt chỉ bày giảng giải nghĩa lý. Vì sao này Thiện Nam, kinh Kim Quang Minh nhiệm màu này vô lượng vô biên ức năng cho ta các vị Bồ Tát được nghe để được bất toái chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ chư Phật hiện tại ở trong vô lượng vô biên hằng hạ xa thế giới, chư Phật đồng thanh nói rằng: Này Thiện Nam, người ở đời sau quyết định sẽ được ngồi dưới cây bồ đề nơi đạo tràng, là bậc tối tôn tối thắng trong ba cõi, vượt lên trên tất cả chúng sinh. Vì nhờ năng lực siêng năng tu tập đang hành các pháp khổ hạnh khéo trang nghiêm bồ đề đạo tràng, có thể phá hoại các tà luận ngoại đạo, đánh dịp các ma, các thứ oán tật, các loại dị hình ở trong tam thiên đại thiên thế giới, tổ ngộ các pháp phán lặng bậc nhất, hoàn toàn thanh tịnh, được đạo bồ đề thầm thâm vô thượng. Này Thiện Nam, người đã có thể ngồi nơi tòa kim cang, chuyển pháp luân sâu xa 12 hành mà chư Phật khen ngợi là vô thượng, có khả năng đánh trống pháp vĩ đại vô thượng, tỏa kèm pháp nhiệm màu vô thượng, dẫn có pháp tối thắng vô thượng, đốt đúc pháp sáng chói vô thượng, tụng một pháp cam lồ vô thượng, các đức vô lượng phiền não oán kết, khiến vô lượng màn ngày muôn ức nơi do tha chúng sinh vượt qua biển khổ bao la đáng sợ, giải thoát khỏi sự sinh tử luân chuyển vô biên giới hạn, gặp được vô lượng trong ngàn vạn ức nơi do tha Phật. Bây giờ Đức Thiên Vương bạch, kinh bạch Thế Tôn, kinh Kim Quang Minh, pháp môn màu nhiệm có khả năng đạt được tất cả vô lượng công đức trong đời hiện tại cũng như ở đời vị lai. Thế nên vị vua nếu được nghe kinh điển nhiệm màu này là đã từng trồng được các căn lành ở ngàn vạn ức vô lượng đức Phật. Con vì nghĩ kính mến vị vua ấy là vì thấy được vô lượng phước đức lợi lạc chúng sinh, cho nên chúng con cùng các quyến thuộc vô lượng trong ngàn vạn ức quỷ thần đều ở ngay nơi cung điện của mình. Khi thấy những cái điềm lành, lòng mây, khói hương ứng hiện, vì muốn nghe pháp nên chúng con đến cung điện vua ấy, chỗ có thuyết pháp ẩn hình để nghe, đồng thời cũng có đại phạm thiên vương, tức là hoàng nhân, thiên thần đại biển, thiên thần công đức, địa thần kiên lao, quỷ thần tán chỉ, các đại tướng quân, tất cả 28 bộ quỷ thần, Mê Thủ La, Kim Cang Mật Tích, Mani Bạc Đà, đại tướng quỷ tự mẫu, và cả 500 quỷ con phải quanh, Long Vương A Đậu Đạt, Long Vương Ta Kiệt La, vô lượng trong ngày ức nó cho tha quỷ thần các cõi, tất cả chúng ấy vì muốn nghe pháp đều đến cung điện chỗ ở của vua, nơi có thuyết pháp ẩn hình để nghe mà không xuất hiện. Kính bạch Thế Tôn, thì mời chúng con và các quý thuộc vô lượng quỷ thần đều đồng tâm cho vị vua này là bậc thiện tri thức, cùng chung một phạm hạnh, hạnh tương ưng thiện, có thể làm thế chủ pháp lớn.
cho vô lượng, vô thượng, dù vị cam lộ làm cho chúng con no đủ. Chúng con cần phải ủng hộ vị ấy trừ hết các điều tai nạn khốn ách, khiến cho vị ấy thường được an ổn. Công địa, nhà cửa, quốc gia, làng mạc của dị vua ấy, nếu có các vị ác hay tai họa đều được tiêu trừ. Kinh bạch theo tôn, nếu có vua nào đối với kinh điển này, xin tâm địa bỏ mà không ưa nghe, không muốn cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán dương. Hoặc trong bốn chúng, có người tòa truyền độc tụng, chẳng nói, cũng không cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán dương. Tại tự vương chúng con với các quyến thuộc, do luồng quỷ thần khi không được nghe lấy chánh pháp này, trái vị cam lồ, mất pháp lợi lớn, không có thế lực giỏi đức, giảm tổn chúng trời, tăng trưởng các ác thủ. Kính bạch Thế Tôn, thì bởi chúng con, do luận quỷ thần bảo quốc gia đó, không những chúng con mà cả vô lượng các thiện thần bảo vệ quốc gia đó đều bỏ đi hết. Thì bởi chúng con và các quỷ thần cũ đã bỏ đi rồi, thì quốc gia đó sẽ có đủ thứ tai nạn khổ ách. Tất cả nhân dân mất hết thiện tâm, thì biết những việc giận hờn, đấu tranh, phá hoại lẫn nhau, đủ các dịch bệnh, hiện ra nhiều điềm kỳ quá như là sao chổi, sao băng và các ngôi sao, hiện điềm bất thường, hiện hai mặt trời, nhật thực, nguyệt thực, móng bạc, móng đen thường thường xuất hiện, bị tai nạn động đất phát nổ ầm vang, gió lốc, mưa dữ, không ngày nào khỏi, khan hiếm lúa gạo, đói lạnh, đói khát, lạnh rét, bị nhiều vật giả xâm lược phá hoại. Nhân dân nước ấy chịu nhiều khổ não, địa phương ấy không có chỗ nào là đáng ưa thích. Bạch Thế Tôn, thì vừa chúng con và cả vô lượng quỷ thần, cùng các vị cựu thiện thần lâu năm bảo vệ quốc gia, khi đã xa lìa từ quốc gia ấy, sinh ra vô lượng diệt ác như thế. Kính bạch Thế Tôn, nếu các vị vua muốn được hộ vệ và quốc gia được nhiều an vui, muốn làm cho tất cho cả chúng sinh trong nước đều được hoàn toàn hạnh phúc an lạc, muốn vây tất cả kẻ địch bên ngoài, muốn được tất cả nước ủng hộ, muốn dùng chánh pháp cai trị quốc gia, muốn được trừ diệt mọi sự sẽ trả cho các chúng sinh, thì vị vua ấy cần phải quyết định nghe kinh điển này, cung kính cúng dường những người đọc tụng tòa trị kinh này. Thì vương chúng con là vô lượng quỷ thần, do nhân duyên thiện căn pháp thực đó mà được uống pháp vị cam lồ vô thượng, thân lực tăng trưởng, tâm phát sáng suốt, chư thiên càng đông. Vì sao? Vì vị vua ấy chỉ tâm nghe và lãnh tỏ kinh này. Như các phàm thiên nói luận xuất dục, tất đại hoàng nhân nói các thiện luận, gia luận thần tiên của người năm thần thông. Thế Tôn, phàm thiên tất đại hoàng nhân, quỷ thần và người có năm thần thông, tuy có trăm ngàn ức nơi cho thê vô lượng thắng luận, nhưng kinh Kim Quang Minh này là tối thắng đối với những thứ ấy. Vì sao? Như lai thuyết kinh Kim Quang Minh này là vì chúng sinh làm cho tất cả các vị vua ở cõi giới phù đề này dùng chánh pháp để cai trị, vì muốn mang cho tất cả chúng sinh những điều an lạc, vì lòng thương yêu muốn bảo vệ cho tất cả chúng sinh, vì muốn cho chúng sinh không có những điều khổ não, không còn những kẻ oán tặc phương các đến gây rối loạn, những điều tà ác không thể xảy đến, muốn cho quốc gia không bị nhiễu loạn, nên dùng chánh pháp giáo hóa nhân dân, không có những việc tranh cãi lẫn nhau. Thế nên các vị vua đều ở nơi quốc gia của mình đốt lên ngọn đuốc chánh pháp, soi sáng và chánh pháp, tăng thêm chúng trời. Thì vương chúng con, vô lượng quỷ thần trong cõi diêm phù, chư thiên thiện thần cho nhân dân ấy được uống pháp vị cam lồ đầy đủ, được oai đức lớn, đầy đủ sức lực, cõi diêm phù đề từng được an ổn, nhân dân giàu có sung sướng, là ở đời sau vô lượng trăm ngàn đã cho tha kiếp không thể nghĩ bàn, thường được hạnh phúc an lạc vô cùng, lại thường gặp được vô lượng chư Phật trong các thiện căn, nhiên hậu chứng thành Phật quả. Được công đức vô lượng như thế đều là do Như Lai chánh kiến trì giác nói ra. Như Lai hơn cả trăm ngàn giả ức nay cho ta các vị thái phạm thiên, nhờ sức đại bi, cùng hơn trăm ngàn ức nay do ta thích đại hoàng nhân, nhờ sức khổ hạnh. Vì thế nên Như Lai và các chúng sinh diễn thuyết kinh Kim Quang Minh. Như cả chúng sinh và các vị vua cõi trời, cõi diêm phù đề, là những công việc quốc gia thế gian hay xuất thế gian, từ những cái bộ luận đều nhận kinh này, chỉ muốn làm cho chúng sinh an lạc. Thích Ca Như Lai thì ấn kinh này phổ biến rộng rãi. Bạch Thế Tôn, cho nhân dân ấy là các vị vua cần phải quyết định nghe và lãnh thọ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán dương kinh này.
Khi ấy Tứ Thiên Vương, Đức Phật bảo Tứ Thiên Vương: Này Tứ Thiên Vương, các vị và các quyến thuộc vô lượng ức na do tha các chúng quỷ thần, nếu các vị vua nào hay chư tăng nghe kinh điển này, cung kính cúng dường, tôn trọng tán dương, thì thiên vương các vị phải ủng hộ, trừ những tai họa và đem lại an vui cho họ. Nếu có ai hay phổ biến giảng giải rộng rãi kinh điển màu nhiệm này, làm những Phật sự to lớn ở đời và ở cõi trời, hay làm những công việc lợi ích cho vô lượng chúng sinh, từ người như thế, thiên vương các vị còn phải ủng hộ cho đại những nhân duyên khác nhiễu loạn, khiến tâm họ được định tịnh an lạc để lo tiếp tục phổ biến kinh này. Lúc bấy giờ Tứ Thiên Vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trách áo bày vai phải, quỳ gối chắp tay ở trước Thế Tôn nói kệ khen rằng: Phật nguyệt thanh tịnh, trang nghiêm viên mãn, Phật nhật chói lọi, phóng ngàn tia sáng, dung mạo Như Lai tươi vui tỏa rạng, răng trắng sáng sạch như rễ hoa sen, công đức vô lượng cũng như biển lớn, nguồn trí vô biên, đầy đủ pháp thủy, trăm ngàn chánh định hoàn toàn đầy đủ, chân bằng đầy đặn, hiện ngàn dấu tròn, ngón chân màng lưới giống như ngọc chúa, sáng suốt chói lọi như núi báu lớn, thanh tịnh sáng suốt tựa như vàng ròng, có những phước đức không thể nghĩ bàn, Phật công đức lớn, con nay kính lễ chân pháp thân Phật cũng như hư không ấn Phật hiện hình vô trăng trong nước, không bị chướng ngại như ánh sáng chiếu, thế nên con nay đảnh lễ Phật nguyện. Khi ấy Thế Tôn Dũng Kẻ đáp: Kinh Kim Quang Minh, vua trong các kinh, thầm thầm tối thắng, là pháp tối thượng, 10 lần Thế Tôn đã từng tuyên thuyết, thiên vương các vị cần phải ủng hộ cho những chuyện ấy, kinh màu nhiệm này, hay ban chúng sinh vô lượng an lạc, vì sự an lạc lợi ích chúng sinh phổ biến lâu dài ở cõi diêm phù, thì hay diệt trừ vô lượng điều khổ, các cõi ác thú ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Những vị quốc vương trong cõi diêm phù sinh lòng tự mẫn, chánh pháp đủ đời, nếu ai phổ biến kinh nhiệm màu này thì quốc gia ấy an ổn giàu mạnh, có các chúng sinh đều được an lạc. Nếu có vị vua quý mến tự thân và cả quốc gia muốn được giàu mạnh, nên phải chí tâm tắm rửa sạch sẽ, đến chỗ pháp hội nghe thọ kinh này. Kinh này hay làm tất cả việc lành, phải dẹp tất cả oán tật trong ngoài, lại hay trừ diệt vô lượng sợ sệt là vua các kinh. Hai bàn vô lượng an ổn vui sướng cho cả chúng sinh, với nhiều cái báu ở trong nhà người đều hay sinh ra tất cả trân bảo. Kinh điển báu này cũng là như vậy, hay sinh công đức cho các vị vua như nước trong mát có thể trừ khát. Kinh điển báu này cũng là như vậy, hay trừ khao khát. Công đức của vua với như ngọc báu chứa cất trong rương, đều ở trong tay tùy ý sử dụng. Kim quang minh này cũng là như vậy, tùy ý hay ban pháp bảo cho vua. Kim quang minh này, kinh điển nhiệm màu, từng được chư thiên cùng kính cúng dường, cũng được hộ tế tứ đại thiên vương, hoài thần thế lực, hết sức hộ trì, 10 phương chư Phật thương hộ kinh này. Có người giảng nói khen ngợi hai tay, cũng có 100.000 vô lượng quỷ thần từ 10 phương đến ủng hộ người ấy. Có người được nghe kinh điển báu này, tâm sinh vui vẻ, hớn hở không lường. Trong cõi diêm phù, vô lượng đại chúng, thể đều vui vẻ, hợp nghe kinh này. Vì nghe kinh này đủ các công đức, chúng trời càng tăng tinh khí thân lực. Khi Tứ Thiên Vương nghe kể này rồi, liền bạch: Kính bạch Thế Tôn, chúng con xưa nay chưa từng được nghe pháp môn vắng lặng chim màu như thế. Chúng con được nghe pháp môn này rồi, mừng vui lẫn lộn, nước mắt chảy ròng, toàn thân rung động, phấn chấn, lại được vô lượng niềm an lạc màu nhiệm trọn vẹn, không thể nghĩ bàn. Những vị ấy dùng hoa mạng đà la, đại mạng đà la cõi trời dân trải cúng dường Thích Ca Như Lai. Cúng dường như vậy xong, lại bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thiên vương chúng con, mỗi người đều có 500 quỷ thần, sẽ thường phải đi theo để mà hộ vệ người thuyết pháp này. Phẩm 7 Đại Biện Thiên. Bây giờ Đại Biện Thiên bạch: Bạch Thế Tôn, nếu người nào hay nói kinh pháp này, con sẽ làm cho vị ấy giảng nói càng thêm lưu loát, biện tài hoạt bát, làm cho những điều vị ấy nói ra rất được trang nghiêm và đúng thứ lớp.
được trí tuệ biện tài. Trong kinh điển này, nếu có chỗ nào câu nghĩa sai lầm thiếu chữ, con có thể làm cho vị tỳ kheo nói kinh pháp ấy nhớ rõ, nói đúng thứ lớp, không bị quên mất. Nếu có chúng sinh ở chỗ trong ngàn đức Phật trong các thiện căn, từ người nói pháp này sẽ vì họ mà ở cõi diêm phù phổ biến kinh này, khiến không dứt tuyệt, lại khiến vô lượng vô biên chúng sinh được nghe kinh này, làm cho tất cả đều được quả báo thông minh sáng suốt, không thể nghĩ bàn, phước đức không thể kể lường, thông hiểu vô lượng các pháp phương tiện, thấu suốt tất cả các thứ luận thuyết, biết rành tất cả kỹ thuật ở đời, vượt ra khỏi vòng sinh tử, không bị thoái chuyển, quyết định mau thành chánh đẳng chánh giác. Phẩm 8 công đức thiên. Bây giờ có vị công đức thiên bạch, kính bạch Thế Tôn, nếu gì pháp sư nói kinh pháp này, con sẽ đáp ứng theo nhu cầu vị ấy, bất luận cơm áo thuốc thang, đồ nằm, mọi vật dụng khác, con sẽ cung cấp đầy đủ không thiếu thốn, để cho tâm pháp sư được an ổn, ngày đêm vui vẻ, chánh niệm tư duy trường cố, phân biệt nghĩa sâu xa. Nếu có chúng sinh nào đã từng ở chỗ trong ngàn đức Phật trong các thiện căn, từng người nói pháp này sẽ vì họ mà ở cõi diêm phù phổ biến rộng rãi kinh nhiệm màu này, không để đoạn tuyệt. Các chúng sinh ấy nghe kinh này rồi, ở đời vị lai vô lượng trong ngàn nay cho ta kiếp, tự được an ổn an vui trong cõi trời người, gặp được chư Phật mau thành chánh giác. Hoàn toàn không còn bị cảnh khổ trong các đường này. Kính bạch Thế Tôn, giai đời quá khứ con đã ở chỗ đức bảo hoa công đức, hải lưu ly, kim sơn chiếu minh Như Lai, ống cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngộ trường phu, thế nhân sư Phật Thế Tôn, gieo các thiện căn. Thế nên con lại tùy phương tưởng niệm, tùy phương nhìn thấy, tùy phương hiện đến và có khả năng làm cho vô lượng trong ngàn chúng sinh được tội hưởng an lạc, và các vật dụng nuôi dưỡng thân thể như là cơm áo, vàng bạc, bảo báu, lưu ly, trân châu, san hô, hổ phách, ngọc bích, ngọc kha đều được đầy đủ. Nếu có người nào thường hay đọc tụng kinh Kim Cang Minh, thầm thâm màu nhiệm, vì con mà cúng dường chư Phật Thế Tôn, ba lần san hô tên của cái này, đốt hương cúng dường Phật rồi, dùng phần hương hoa, các thứ mỹ vị riêng cúng cho con, khen ngợi các phương, nên biết người ấy đã chứa nhóm được những vật báu do nhân duyên ấy, chất đất tăng trưởng, hoa màu tốt tươi, chư thiên địa thần thể đều vui vẻ, các giống lúa gạo, cây lá hoa quả tươi tốt, xum xuê, thần cây vui vẻ sinh ra vô lượng các thứ vật dụng. Khi ấy con nghĩ thương các chúng sinh, bao nhiêu dược vật cần dùng để sống. Bạch Thế Tôn, tại sao Môn Thiên Vương ở phương Bắc này có thành tên Ani Mạn Đà, thành ấy có người vườn công đức hoa quang. Ở trong vườn ấy có vườn tốt nhất gọi là Kim Tràng, bảy báu rất quý, đó chính là chỗ con thường an trú. Nếu có ai muốn được nhiều của cải và các vật báu, hãy nên ở ngay chỗ ở của mình, lau dọn sạch sẽ, tắm rửa thân thể, mặc đồ trắng sạch, nhiều thơm thoa mình, rồi vì con mà xưng danh hiệu Đức Phật Bảo Hoa Lưu Ly Thế Tôn ba lần, là bái cúng dường đốt hương rải hoa, cũng phải xưng hô kinh Kim Quang Minh, chỉ thành phát nguyện, đồng thời dùng ít hoa hương mỹ vị riêng cũng cho con, khen ngợi các phương. Lúc ấy phải đọc các câu sau đây: Ba lợi phú đô na xá giá lị, tai mạng đà đạt xá ni la khư, ba hai tì ha la già đế, tai mạng đà tì đà ni na già đế, ma hai ca lê ba đế, ba bà nể tác bà đá hậu, tai mạng đà tôn bác lê phú lệ, a già na đạt mạ đế, ma ha tỳ của tất đế, ma ha di lạc, ba tăng kỳ đế, hệ đế tỷ tam bắc kỳ hy đế, ta mạng đà a ta, a nâu bà la ni. Mặc dù quán định này là quyết định chân thật các tường, chúng sinh tu theo công hạnh Bồ Tát và trung thiện căn cần phải thọ trì độc tụng trong suốt 7 ngày 7 đêm, thọ trì 8 giới, sớm chiều tịnh tâm, hương hoa cúng dường thập phương chư Phật, thương vì tự tâm và các chúng sinh hoàn toàn hồi hướng và vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát nguyện như sau: khi cho những điều con nay cầu nguyện đã được các tường, nhà cửa phòng ở lau dọn sạch sẽ, hoặc a la nhã bất luận nơi nào chỗ mình đang ở, dùng chất nước thơm để khắp vách nền, đốt loại hương quý trần thiết hương án, dùng các hoa hương rải khắp xung quanh,
nhất tâm cầu nguyện. Trong khi đó con thoáng qua một niệm sẽ vào nhà kia, liền ngồi trên tòa. Từ ngày đêm ấy khiến cho nhà đó, hoặc xóm làng đó, hoặc phòng tan đó, hoặc chỗ quảng trống liền được đầy đủ tiền bạc mọi vật, hoặc là vàng ngọc, hoặc là trân bảo, hoặc là trâu dê, hoặc là lúa gạo, tất cả những thứ cần dùng không thiếu, và được tất cả mọi sự an lạc. Nếu ai có thể đem phần công đức tối thắng bởi những việc lành đã làm hồi hướng cho con sẽ trọn đời không rời người ấy. Ở chỗ người ấy chí tâm hộ niệm, tiếp theo những việc người ấy cần cầu đều được thành tựu. Có phải chí tâm kính lễ các đức Thế Tôn này, Bảo Thế Như Lai, Vô Cấu Xí Bảo Quang Minh Vương Tướng Như Lai, Kim Diệm Quang Minh Như Lai, Kim Bách Quang Minh Chiếu Tạng Như Lai, Kim Sơn Bảo Cá Như Lai, Kim Hoa Diệm Quang Tướng Như Lai, Đa Cừu Như Lai, Bảo Tướng Như Lai, cùng phải kính lễ Đông Phương A Xuất Như Lai, Nam Phương Bảo Tướng Như Lai, Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật, Bắc Phương Giới Diệu Tăng Phật. Có phải kính lễ Bồ Tát Tánh Tướng, Bồ Tát Kim Quang Minh, Bồ Tát Kim Tạng, Bồ Tát Thường Bi, Bồ Tát Pháp Thượng, Phẩm Chính Địa Thần Kiên Lao. Lúc bấy giờ có Địa Thần Kiên Lao bạch kính bạch Thế Tôn: Kinh Kim Quang Minh một nhiệm này, đời hiện tại hoặc đời vị lai, hoặc bất luận nơi nào, hoặc nơi thành tỷ, chỗ xóm làng, hoặc trong núi rừng, hoặc ở trên sông, hoặc chỗ trống vắng, hoặc trong vương cung, tùy chỗ nào có phổ biến kinh này, trong địa phận ấy trải toàn sư tử, thành vị pháp sư ngồi trên tòa ấy diễn giải rộng rãi kinh quý báu này, thì con sẽ đến đó thường xuyên hộ vệ ở dưới pháp tòa, đầu đội hai chân của vị pháp sư. Con nghe pháp rồi được uống pháp vị cam lồ hiếu thượng, càng tăng khí lực. Cả đại địa này sau 16,8 ngàn giới tuần, từ kim cang tế đến trên mặt biển và chỗ đất liền, được các chất vị tăng trưởng đầy đủ, phì nhiêu phong phú hơn ngày thường nhiều. Vì vậy cho nên trong cõi diêm phụ, cây cối tạo dược gốc rễ nhánh lá hoa trái xum xuê, màu sắc tốt tươi, mùi vị thơm ngon đều đầy đủ cả. Chúng sinh ăn rồi càng thêm sống lâu, sắc lực an ổn, tâm trí thông minh, sáu căn lanh lợi, oai đức, nhan mạo đặc biệt trang nghiêm, thành tựu tất cả việc như vậy rồi, việc làm đều được thành công, có thế lực lớn, siêng năng, dũng mãnh. Thế Tôn vậy nên trong cõi diêm phù ăn ổn vui vẻ, nhân dân thành trị, tất cả chúng sinh đều được an lạc, vừa lòng, thích ý, tùy theo ý muốn. Các chúng sinh này được đủ ai đức, thế lực lớn rồi, có khả năng cúng dường kinh Kim Quang Minh này và cung kính cúng dường bốn chúng thọ trì kinh này. Lúc đó con sẽ đến ngay chỗ ấy, chỉ làm cho các chúng sinh đều được an ổn vui sướng, nên tỉnh người thuyết pháp, tuyên thuyết rộng rãi kinh điển màu nhiệm này. Vì sao? Bạch Thế Tôn: Nếu khi nào có phổ biến kinh Kim Quang Minh này, con và quyến thuộc được phần công đức gấp bội lúc thường, càng thêm thân lực, tâm phát lanh lợi. Kính bạch Thế Tôn, có uống pháp vị cam lồ vô thượng rồi, thì ở cõi diêm phù đề này, chu vi pháp hội 7 ngàn do tuần đã được phát đạt hơn lúc bình thường. Bạch Thế Tôn, ngoài địa cầu này, chỗ chúng con, chỗ chúng sinh nương đều tăng trưởng tất cả những vật cần dùng cho đời sống, tăng trưởng đủ những vật cần dùng rồi, khiến các chúng sinh tùy ý sử dụng, to sợ khóa lạc. Tất cả các thứ cơm áo, thuốc men, nhà cửa, cung điện, cây cối, giường rừng, sông, suối, ao giếng, các vật nương tựa nơi đất như thế, đều đầy đủ cả. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các chúng sinh ấy, vì biết ơn con đã nghĩ thế này, ta phải quyết định nghe và lãnh hội kinh nhiệm màu này, cung kính cúng dường, tôn trọng tán dương. Nghĩ như vậy rồi, liền từ chỗ ở hoặc nơi thành lũy, hoặc ở xóm làng, hoặc nơi nhà cửa, hoặc giữa chỗ trống không, đến nơi pháp hội để nghe tọa kinh này. Khi đã nghe và tọa lãnh xong rồi, trở về chỗ ở chúc tụng nhau. Chúng ta ngày đây nghe pháp tầm tâm vô thượng nhiệm màu, đã được thâu nhóm các món công đức không thể nghĩ bàn, gặp được vô lượng vô biên chư Phật, quả báo trong ba đường ác đã được giải thoát. Ở đời vị lai thượng sinh cõi người, như các cõi trời hưởng tọa an lạc. Các chúng sinh này đều ở ngay nơi chỗ ngộ ở của mình, hoặc vì người khác giả nói kinh này.
Hoặc nói một thí dụ, một phẩm, một duyên, hoặc là sơn tán một Đức Thế Tôn, một vị Bồ Tát, hoặc một bài kệ bốn câu, cho đến một câu và xưng tên đầu đề của kinh này. Thì bạch Thế Tôn, tùy chúng sinh ấy ở chỗ nào, ngay nơi đó thường được phong phú vì nhiều, đầy đủ hơn các nơi khác. Phàm những vật gì nhân đất sinh ra đều được tăng trưởng to lớn tốt tươi, khiến các chúng sinh hưởng thọ an lạc, giàu có của cải, châu báu tiền bạc, ưa hạnh bố thí, tâm thường tâm tính tam bảo kiên cố. Lúc ấy Phật bảo Địa Tạng Kiên Lão: Nếu chúng sinh nào cho đến chỉ nghe nghĩa một câu kinh Kim Quang Minh này, ở trong cõi người thì sau khi lâm chung tùy vãng sinh lên cõi trời Tam Thập Tam. Địa thần, nó có những chúng sinh nào chỉ muốn cúng dường kinh nghiệm màu này, trang nghiêm nhà cửa, cho đến trang một cái tràng vàng hay một bảo cái, cho đến một cái áo, thì khi người ấy mạng chung liền được sinh lên 6 tầng trời ở cõi dục, nơi có cung điện bảy báu tự nhiên. Địa thần, trong những cung điện bảy báu đều tự nhiên có 7 thiên nữ cùng nhau vui vẻ ngày đêm, thường tỏa hưởng niềm vui dễ dịu không thể nghĩ bàn. Lúc ấy Địa thần bạch kính bạch Thế Tôn: Cho nhân duyên ấy, khi vị tỳ kheo thuyết kinh pháp này ngồi trên pháp tọa, con thường ngày đêm luôn luôn hộ vệ không hề xa lìa, ẩn dưới pháp tọa, đầu đội hai chân vị pháp sư ấy. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh ở chỗ 100.000 Phật trong các thiện căn, người nói pháp ấy, vì họ mà ở cõi diêm phù phổ biến rộng rãi kinh diệm màu này, khiến không đoạn tuyệt, các chúng sinh ấy được nghe kinh này, ở đời vị lai, vô lượng 100.000 đã cho tại kiếp, thường sinh cõi người và cõi trời, hưởng thọ an lạc, gặp được chư Phật, dứt rồi tất cả những điều khổ báo trong 3 đường ác, mau được chứng thành chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh quyển 2. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên nền 4 an lạc chư quốc của 3 đường. Nếu có ai tới nghe thì Phật tâm Bồ Đề hay Bục báo thân này đồng sinh về cực lạc.